Rồi ở đây chúng ta sẽ tính một cái bài tổng cho n, phải tính tổng s sẽ bằng n trừ cho n mũ 1 mũ mũ 2 cộng cho n mũ 3 trừ cho n mũ 4. Rồi cộng tiếp cho đến trừ n mũ mũ n, nếu gì? Nếu n này là số lẻ. Đó, nếu n là số lẻ hoặc là cộng cho n mũ n nếu n này là số chẵn. Đó. Như vậy thì quan trọng là chúng ta cũng cho từ mũ 1, mũ 2, mũ 3, mũ 4. Vậy làm sao mình biết chỗ này là dấu cộng hay dấu trừ? Hả? N mũ lẻ à, là cộng rồi, ok. Mũ chẵn là trừ, ở đây mình đang quy định là mũ chẵn là trừ. Mũ chẵn là trừ, mũ lẻ là cộng. Như vậy thì ở chỗ này làm sao chúng ta biết khi nào thì trừ mà khi nào thì cộng? Khi nào? À, đấy, mình mới nói nè. Mình mới nói nè. Thì tùy các bạn có thể xét n chẵn và n lẻ để các bạn nhân cho trừ một vào, hoặc là ví dụ chỗ này mũ 2 âm 1 mà mũ chẵn ra mấy? Âm 1 mũ chẵn ra 1 là dương đúng không? Nhân thêm âm 1 nữa thì nó sẽ ra âm. Như vậy mình dựa vào cái mũ đó mình có thể tính được chẵn lẻ, mình không cần íp luôn đó, mình không cần íp luôn. Như vậy chỗ này thầy sẽ khai báo một cái tổng bằng không chấm phẩy, mình sẽ khai báo thêm một cái y, một cái n đó, tổng y và n. Print mình cho n luôn đi, khỏi print, n bằng 9 đi, tí nữa mình sẽ nhập sau, mình đang test nè, không nhất thiết là phải nhập. Kho y bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn hoặc bằng n chấm phẩy y cộng cộng. Rồi ở đây có hai cách để các bạn làm. Các bạn sẽ kiểm tra nếu y chia cho 2 bằng bằng 0. Vậy y này là số gì? À, y là số chẵn thì sao? Thì trừ, ok. Nếu y là số chẵn thì tổng sẽ bằng tổng trừ cho n mũ mũ mấy? Mũ y. N mũ y, muốn dùng n mũ y thì các bạn sẽ khai báo thêm cho thầy một cái include. MATH STD mắc đúng không? Phải không? Quay rồi. Mắc. Phải không? Hay là mắc? Mắc thôi phải không? À, bài này buổi 7, buổi 8.
Rồi, khai báo thêm hàm mắt. Dưới này mình sẽ dùng hàm power. Power n phẩy mũ y. Đó. L. Còn không thì tổng bằng tổng cộng cho pol n phẩy y. Đó, bạn làm như vậy thì nó sẽ rõ ràng. Và xuống đây mình sẽ print cái tổng ra. Phần trăm d phẩy tổng. Bây giờ mình cho n bằng 3 thôi, tính cho nó nhanh. 3 mũ 1, 3 mũ 2, 3 mũ 3. 3 mũ 1, 3 mũ 2, 3 mũ 3. À, nó sẽ bằng 3. 3 mũ 2 là trừ 9 cộng 27 phải không? Là bằng 21. N bằng 3. Đâu rồi? Tổng. À, mình chưa gọi tổng mà lấy gì nó chạy. Bằng 21. Rồi, đó là một cách làm. Một cách khác, các bạn không cần if. Các bạn không cần if. Các bạn sẽ có tổng cộng bằng hoặc là tổng bằng tổng cộng cho tổng cho gì. Nếu như y mà số chẵn thì dấu trừ. Vậy chỗ này thầy để là trừ 1 nhân với tao nhìn kỹ nha, trừ 1 mũ y nhân với, hơi phức tạp nhưng mà nó sẽ chỉ có một dòng thôi, một dòng duy nhất. Rồi, như vậy nếu n là số lẻ, n là số lẻ thì trừ một mũ lẻ ra gì? Nguyên à trừ một mũ lẻ thì ra 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 dấu trừ, trừ một mũ lẻ ra dấu trừ, mà trừ một nhân trừ một ra gì? À, ra dương. Dương nhân với cái mình cần. Như vậy nếu mà y lẻ thì có phải là cộng không? Còn nếu y chẵn ra dấu trừ. Y chẵn thì power của trừ 1 y là chẵn. À, xin lỗi, là dương. Dương nhân với âm là ra âm. Thì đúng theo ý của mình. 21. Tất nhiên cái nào nó cũng có giá của nó. Cái này thì chúng ta dùng lệnh nó dài dòng thì chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng. Còn cái này chúng ta muốn nó ngắn gọn, nó hay hơn thì nó có vẻ như là phức tạp hơn. Tùy. Chắc chắn là trong thuật toán của các bạn cái nào nó cũng có giá của nó. Nếu mà các bạn thấy mà phía trên không được rõ lắm thì xài cái phía dưới. Được chưa? Như vậy chúng ta xài một cái bài toán